Xin chào tất cả các em. Mời các em cùng tiếp tục đến với chương trình sách tiếng Anh lớp 8 Global Success. Ở phần này, chúng ta sẽ đến với Unit 10 Communication in the Future, cái việc giao tiếp trong tương lai. Lesson 1 Getting Started, khởi động. At the Technology Club, tại câu lạc bộ công nghệ. Chúng ta sẽ cùng có những hiểu biết nhất định liên quan đến cái chủ đề này các em nhé, và chúng ta sẽ cùng mở rộng vốn từ vựng cũng như là các kiến thức nghe đọc làm bài tập liên quan. Who knows more? Ai biết nhiều hơn? Technology, chủ đề về công nghệ. Nhiệm vụ: Work in groups in 3 minutes and list the name of social network that you know. Làm việc theo nhóm khoảng 3 phút và liệt kê tên của các mạng xã hội mà em biết. Chúng ta có cụm social networks là những mạng xã hội. Cả lớp hãy cùng liệt kê nhé. Ví dụ chúng ta có là Facebook, Twitter, Instagram, rất nhiều mạng xã hội khác nhau đúng không nào? The group with the most correct answers is the winner. Nhóm mà có nhiều đáp án đúng nhất là nhóm thắng cuộc. Chúng ta cùng đến với phần từ vựng sẽ xuất hiện trong bài nghe đọc. Video conference, họp trực tuyến. Webcam, thiết bị ghi hình kỹ thuật số. Zoom in, phóng to. Tablet, máy tính bảng. Internet connection, kết nối mạng. Các em hãy cùng ghi lại các từ này nhé. Chúng ta sẽ ghi từ mới, dạng từ, cách phát âm cũng như là nghĩa. Video conference. Webcam. Zoom in. Tablet. Internet connection. Bây giờ xin mời các em cùng đến đoạn hội thoại giữa các nhân vật đó là Jim và Mark. Các em hãy nghe xem các bạn sẽ nói về các phương tiện mới như thế nào nhé. Unit 10. Communication in the Future. Page 104. Getting Started. At the Technology Club. Activity 1. Listen and read. Mark, we're having a video conference with Tech Savvy next Thursday, but... Hold on. Is that the technology club at the Japanese school? Exactly. But I'm a bit worried. I've never had a video conference call. You're kidding. Who doesn't know how to make a video call? All right, let's do a practice call now. What do I need to do first? It's a piece of cake, Trang. Now, you sit in front of the computer. I'll connect with you via one of my tablets and... Sorry, but how can I adjust this webcam? It's focusing on my forehead. Use this button to move it up or down, and this to zoom in or out. Thanks. And can you see me clearly on your tablet? Yes, of course. We have a high-speed internet connection here. I hope the conference goes smoothly. I'm sure it will. We should hold more video conferences like this in the future. That's exactly how I feel. Em đã nghe xong. Bây giờ chúng ta cùng dịch đoạn hội thoại này nhé. Mark, chúng tớ đang có một cuộc họp trực tuyến với Tech Savvy. Chúng tớ sẽ có một cuộc họp trực tuyến với Tech Savvy vào thứ năm tới. Nhưng tiếp tục đi. Có phải là câu lạc chờ đã? Đó có phải là câu lạc bộ của công nghệ ở trường của Nhật Bản phải không? Chính xác, tớ hơi lo lắng, tớ chưa bao giờ gọi trực tuyến bao giờ. Cậu đùa à, ai mà không biết gọi trực tuyến chứ? Được thôi, hãy thực hành nhé. Ừ, vậy thì tớ phải làm cái gì đầu tiên? A piece of cake, thật là dễ dàng thôi, Trang. Bây giờ cậu cứ ngồi trước máy tính, tớ sẽ kết nối với cậu thông qua một trong số những máy tính bảng của tớ. Và xin lỗi, tớ không biết làm thế nào để điều chỉnh cái webcam này. Nó cứ
cứ tập trung vào cái phía trán của tớ. Sử dụng cái nút này để di dời lên xuống và đây để phóng to hoặc là thu nhỏ. Cảm ơn cậu, và tớ thấy cậu rất rõ trên máy tính bảng của tớ. Ồ, đương nhiên rồi, chúng ta có cái đường kết nối internet tốc độ cao ở đây mà. Tớ hy vọng là buổi họp trực tuyến sẽ diễn ra rất là suôn sẻ. Tớ cá là sẽ diễn ra như vậy thôi. Chúng ta sẽ tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến như thế này trong tương lai. Đúng rồi, chính xác là điều tớ nghĩ. Vậy thì number 2, read the conversation again and circle the correct answer A, B or C. Đọc đoạn hội thoại và khoanh tròn đáp án đúng. Number 1, what are Trang and Mark doing? Hai bạn này đang làm gì? Thực tế thì hai bạn đang thực hành một cuộc gọi video, practicing a video call. Number 2, what device does Trang need help with? Vậy thì Trang cần giúp đỡ với cái thiết bị gì? Đó chính là the webcam, cái webcam. Number 3, Mark says that they should in the future. Mark nói là họ nên gì đó trong tương lai. Vậy thì họ nên có nhiều cuộc họp trực tuyến hơn. Have more video conferences. Number 3, match the word and phrases in the conversation with their pictures. Hãy nối các từ và cụm từ trong đoạn hội thoại với bức tranh của chúng. Ở đây chúng ta có các từ như sau: tablet, tablet, phần đi, máy tính bảng. Number 2, chúng ta sẽ nối với A, webcam. Number 3, zoom in, chúng ta sẽ nối phóng to, B. Number 4, video conference, họp trực tuyến, Y. Và number 5, internet connection, kết nối mạng internet, chọn với phần C. Number 4, circle the words or phrases which are closest in meaning to the underlying word or phrases. Hãy quanh tròn các từ hoặc cụm từ mà gần nghĩa nhất với những từ cụm từ gạch chân. Đây chính là dạng bài tìm từ đồng nghĩa closest. Cầm màn dạng bài này sẽ thi trong chương trình tuyển sinh lớp 9. Number 1, bài thi tiếng Anh của chúng tôi thật dễ. Tôi đã được điểm tối đa về bài thi đó. Vậy thì chúng ta có a piece of cake chính là easy. Our English exam was a piece of cake. I got full marks on it. Number 2, you're kidding. I can't believe Miss Mai and your sisters. Bạn có đùa không đấy? Tớ không thể tin được cô Mai và cậu lại là những người anh chị em. Vậy thì chúng ta có kidding ở đây là đùa, vậy là joking. Number 3, I can't read the text on the computer screen. Can you zoom in on it? Tớ không thể đọc được cái bài viết ở trên màn hình máy tính, cậu có thể phóng to được không? Vậy zoom in có nghĩa là make it bigger. Number 4, we need a high speed internet connection to make video calls. Chúng tôi cần mạng internet tốc độ cao để tạo ra những cuộc gọi video. Vậy thì là high speed, tức là rất là nhanh, fast. Number 5, that's exactly how I feel. It's true that video conferences are very convenient. Chính xác là cái mà tớ cảm thấy thấy như vậy đấy. Đúng là những cái cuộc gọi video, cuộc họp trực tuyến thì rất tiện lợi. Vậy thì tức là you are absolutely right. Bạn hoàn toàn đúng. Number 5, working groups calmly the diagram of the history of communication technology with the words and phrases from the box. Hãy làm việc trong nhóm, hãy hoàn thành cái sơ đồ bên dưới về lịch sử của cái công nghệ truyền thông với các từ và cụm từ trong cùng. Ở đây chúng ta có các từ carrier pigeon là bồ câu đưa thư, telephone điện thoại, mobile phone điện thoại di động và social network mạng xã hội. Vậy number 1 chúng ta sẽ điền là carrier pigeon. Number 2, telephone. Number 3, mobile phone. And number 4, social network. Sau bài học này thì em đã xác định được chủ đề của unit, tức là cả bài học lớn của chúng ta, sử dụng được những từ vựng, lexical items liên quan đến chủ đề giao tiếp, communication. Xác định được những đặc trưng ngôn ngữ được bao gồm trong bài học.
Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.